Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì là ngày chủ nhật, nên là Kiên sẽ làm một cái vlog là mình đi chợ nấu đồ ăn để chiêu đãi những người thân trong gia đình. Rồi giờ thì chúng ta hãy cùng nhau ra chợ nhá. Được chú. Hôm nay cuối tuần chú vẫn làm hả? Ngày nào cũng làm hả? Dạ, chúc chú cuối tuần vui vẻ nhá. Rồi, bắt đầu hành trình mình ra chợ đi mua đồ. Kiên thì gần chợ, cách khoảng một cây á là mình sẽ chạy ra chợ nhé. Hôm nay là chủ nhật nên là khá là đông đúc, buổi sáng mọi người đi uống cà phê ăn sáng. Nhà Kiên cũng gần một cái Yên Mo rất là lớn luôn, nhưng mà mình sẽ không vào mo, mình mua mình đi ra chợ cho nó gọi là quay gần gũi cho cả nhà xem. Nhưng mà ở Yên Mo thì Kiên cũng quay nhiều rồi. Bên phía bên tay trái của kia là cái mo rất là lớn của Tân Phú. Bên này là cái mo này, bên này mo, bên này này mo này rất là lớn luôn. Mo này là nó phải lớn nhất ở Sài Gòn. Rất là may mắn thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam mình, ở Sài Gòn thì đang gọi là tạm yên, không có những ca bệnh mới. Đây là cuộc sống của người dân dần dần trở lại bình thường. Rất là vui khi mà Việt Nam mình kiểm soát dịch rất là tốt. Hôm nay thì Kiên có chị gái tới chơi nhỉ, tới chơi. Chị ruột của Kiên tới chơi nên là mình sẽ đi chợ và mình mua gà, mình nấu cả lá rang. Đây mình đã tới chợ đây rồi quý ơi.
nay có gà ngon không? Có. Ngon đấy, gà ấy. Ngon, này đó. Nhưng mà ý là chồng lên này. Lấy con nó lấy nhiều ăn. Luôn. Khi nào bác ăn chồng ăn má, chồng không ngon. Không với gà. Chồng lấy hả? Bà có gà ngon bao nhiêu ký? Chồng ngon thì 140 ký. 140 à? Mà này lấy gà chấm với má vậy? Gà này chứ gì bảo là có lâu lâu có gà ngon đó, hôm nay nó có cái gà đó. Thì lấy gà trống đi. Con này con to chứ em? Không hết đâu, tại vì nhà có nhà có hai ba người mà. À, con này chắc là đủ vừa này. Nhiêu con này nhiêu? 24. Là nhiêu gì tổng là nhiêu? 240 đúng không? Là một ký 140 ký đúng không? Dạ. Yeah. Cúng gái vô ăn nha. Em ăn thôi. Khách mối ở đây là giờ mình mua gà, lát nữa sẽ ra đi mua rau nhé quý. Hôm nay mình sẽ nấu cái món lẩu gà lá rang. Cái Ngài ơi. Ta chơi quán thì được không? Cái lò gà này thì Kiên đã mua rất là. Rồi xong, sau khi mà Kiên đã mua gà xong thì giờ mình sẽ đi mua rau nhá. Thank you.
mới 10 ở đây này. Rồi cảm ơn nhé. Đủ chơi. Rồi mình đã đi chợ xong, giờ mình về mình nấu nha quý vị ơi. Một ngày cuối tuần thật tuyệt vời. Cây hả? 15, 20, 25. Cây này nhiêu vậy? Cây đó 2 năm này. 20 nha. Dạ, cây này nó sẽ bán 20. 20 dựng ở ngoài.